Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ chính thức lên tiếng về ồn ào hoa hậu Phương Lê cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân lên livestream có thái độ bỡn cợt, hát chế lời Quốc ca khiến anh mắng té tát cặp đôi, cho rằng hành động này xứng đáng phải bị phong sát. Vụ việc hoa hậu quý bà Phương Lê chế lời Quốc ca trên sóng livestream đang bị chỉ trích khắp các diễn đàn mạng xã hội. Trước làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng dư luận, Phương Lê đã phải lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi. Phía Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ điều tra vụ việc và kết hợp với các cơ quan liên quan để xử lý theo quy định. Dù đã lên tiếng giải thích nhưng khán giả vẫn chưa có thái độ chấp nhận. Nhiều nhân vật có tiếng nói trên mạng xã hội cũng bắt đầu nhập cuộc, thẳng mặt chấn chỉnh hành động này. Mới đây nhất, nam nhà báo tiếng tăm đã có bài đăng thẳng mặt tố Phương Lê và chồng sắp cưới Vũ Luân vô văn hóa, không xứng đáng làm nghệ sĩ và đứng trên sân khấu. Cụ thể, Hoàng Nguyên Vũ có đăng tải: "Cái gọi là hoa hậu Phương Lê và Vũ Luân đưa Quốc ca ra bỡn cợt, phải xử lý tới cùng." Điều đáng nói, có sự ủng hộ trực tiếp của Vũ Luân, mang danh nghệ sĩ hát cải lương. Dù biết là đôi lứa xứng đôi, nồi nào đậy vung nấy, nhưng thái độ của Luân cũng đủ nói lên tư cách nghệ sĩ kém cỏi của y trong tình huống này. Bất cứ một công dân nào đều hiểu thái độ tôn kính của mình đối với Quốc ca, chứ chưa nói là nghệ sĩ như Luân hay kẻ đang xưng danh hoa hậu, doanh nhân như Phương Lê. Các bạn ăn bổng lộc từ người Việt, đang kiếm tiền trên đất nước này, đang có danh có phận từ cái quốc gia này mà đưa Quốc ca ra đùa giỡn, đó là hành vi của kẻ vừa vô học vừa vô văn hóa lại vừa vô ơn. Đấy là chưa nói đến việc phạm pháp, cần xử lý thật nghiêm hai kẻ này để làm gương. Bỡn cợt với Quốc ca chỉ là một trong những hành vi phạm pháp tiếp theo của cái gọi là hoa hậu Phương Lê, trước đây nhiều hành vi lắm. Còn tay Vũ Luân, làm trò như vậy cũng đã quá đủ, hành vi này cũng nên cấm bước lên sân khấu. Bởi nghệ sĩ kém về tư cách cũng cần phong sát, chứ không phải muốn làm khùng làm điên gì thì làm nhé. Trước đó, vì nhận về sự chỉ trích khủng khiếp, phía Phương Lê cũng có lời xin lỗi. Trước tiên cho Phương Lê được gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người nếu câu nói của Phương Lê đã gây ra hiểu lầm, làm phiền lòng và gây khó chịu. Đồng thời, cô khẳng định bản thân tôi không chế lời hay xúc phạm Quốc ca. Từ bao lâu nay, Phương Lê cũng như mỗi người dân Việt Nam đều tự hào và xúc động khi cất tiếng hát bài Quốc ca thiêng liêng, cũng như ý thức việc thay đổi, sửa lời bài hát là hành động không thể chấp nhận. Thế nhưng mới đây, trong một livestream, Phương Lê nói câu bị cắt ghép nhạc để hiểu sai khiến cho dư luận bức xúc. Trong hoàn cảnh thường xuyên bị các anti-fan công kích tấn công, Phương Lê dùng từ đoàn quân để chỉ đối tượng này, không phải là hành động cố ý chế lời Quốc ca. Phương Lê xin đính chính để khẳng định sự thượng tôn pháp luật của mình và cũng đã livestream kể rõ chi tiết này giúp cho mọi người hiểu rõ bối cảnh đầy đủ của sự việc. Một lần nữa, Phương Lê xin được gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã gây ra sự khó chịu này, đồng thời xin rút kinh nghiệm để không dùng những từ có thể gây ra hiểu lầm về sau. Đồng thời, hoa hậu quý bà cho biết sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nội dung vấn đề. Phương Lê xin lỗi toàn dân Việt Nam yêu nước. Phương Lê xin lỗi cộng đồng mạng có bị ảnh hưởng bởi sự vô ý của mình. Phương Lê xin lỗi.